Nhạc sĩ Phú Quang qua đời. Nhạc sĩ vừa qua đời vào 8 giờ 45 phút ngày 8 tháng 12 tại Bệnh viện Việt Xô. Nhạc sĩ qua đời sau gần 2 năm trị bệnh được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện. Tiểu sử đồng chí Nguyễn Phú Quang. Nhạc sĩ Phú Quang sinh năm 1949 tại Phú Thọ, quê gốc ở Hà Nội. Ông từng học Nhạc viện Hà Nội, chuyên ngành chỉ huy dàn nhạc, sau đó công tác tại nhà hát và việc cho các dàn nhạc ở Hà Nội, phố Hồ Chí Minh. Ông nổi tiếng với những bản tình ca, những ca khúc trữ tình viết về Hà Nội, những bản tình ca như Em ơi Hà Nội phố, Đâu phải mùa thu, Mơ về nơi xa lắm, Nỗi nhớ mùa đông, vân vân, được rất nhiều yêu thích, đã trở thành một phần của Hà Nội. Những bản tình ca của Phú Quang đều là tình ca buồn. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, ông đã lý giải vì sao ông viết hay về cảm xúc buồn. Đời sống của tôi, nỗi buồn nhiều hơn. Nỗi buồn thường liên quan đến tình yêu, tất nhiên rồi. Đôi khi người ta cố gắng bấu víu vào tình yêu và luôn thất vọng. Tôi uống cà phê vị đắng của họ, an ủi được lòng tôi. Thì thế hóa ra đời sống đắng cay mới chính là ông. Ông trả lời như vậy. Ông được trao giải thưởng lớn Vì tình yêu Hà Nội năm 2020 khi đang nằm viện. Ông trở thành người trẻ nhất trong số những người được giải thưởng lớn nhưng không thể đến nhận giải. Gần 2 năm trước, nhạc sĩ Nguyễn Phú Quang đã phải nhập viện tại Bệnh viện Bạch Mai. Sau đó ông được đặc cách chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Việt Xô. Nhạc sĩ Phú Quang đã bị tiểu đường 30 năm nay. Những năm gần đây sức khỏe của ông yếu hơn trước nhưng ông vẫn miệt mài làm việc, vẫn tổ chức các live show. Lễ tang nhạc sĩ Phú Quang được tổ chức sáng ngày 13 tháng 12 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng được tổ chức từ 15 giờ đến 17 giờ ngày 13 tháng 12 tại công viên tưởng niệm Thiên Đức, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi vòng hoa viếng, nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo bộ, ban ngành cũng gửi vòng hoa hoặc trực tiếp tới viếng nhạc sĩ Nguyễn Phú Quang.